Hello mọi người nhá, xin chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình đi bắt cá này, đi dị cá ở suối Pèng mà cá không có mọi người. Buồn quá. Đi chơi đấy. Nếu có cá là được, không có cá thì chắc ít thôi, đủ ăn thôi nhá. Chào mọi người nhá. Này anh em chuẩn bị đi bắt cá này, đi dị cá nhá. Lên đó luôn ở nước sông Yun ở mạnh phải ra mạnh đây nè dự can này đỡ nhà không đây mọi người đi dự can này nhà tan quá đây y he đây kỵ cá ấy kỵ cá mọi người ăn kép rồi kẹp đi rồi kỵ cá có tép thử là xui thư kết lại lo không tét dở cỡi này lo một lần tét đây nhỏ tỏ lấy hết luôn nha. Chào tất cả anh em nha đang xem nha, và hãy like và ủng hộ kênh của mình nhá. Ôi nhiều nhiều cá nhỏ không à, có cá lớn đâu. Ôi, mọi người nước đỏ quá mọi người, xuống đi xuống đi. Chào mọi người nhá. Cá gì đây? Cá ranh. Đây mọi người. Cá nhỏ nhỏ nhiều lắm đấy nhá. Nhiều lắm. Cá lớn chưa thấy này. Này. Ui có rồi. Đâu. Ui. Đây mọi người. Cá nhỏ thì mình không nhặt được, kiếm cá vừa vừa thôi đấy. Đấy cá ranh nhiều lắm mọi người. Thôi lượng đây đấy. Rock đấy, cá to đấy. Cranh nè. Cá cranh mọi người. Đây, giò sốt nó nhiều quá. Nữa. Mình nha mọi người. Kiếm cá này. Cá. Rồi suối à. Xa lắm, từ nhà tới suối đây là khoảng 30 cây. Đây này. Đây. Đang cần clean đẹp. Bảo vệ cái ngon nhỉ. Giờ nó ghen cái cài này. Lên như thế. Chủ rồi ta. Bôi. Nói bà trọt đi. Nè. Bình ta trọt này nè. Đủ cái lệ. Bao. Không có gì. Ý can chuôn đi. Người. Cá to lắm. Đây. 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 Chưa đi ạ. Đây này. Ôi cá này. Giống cá mập. Nha mọi người. Tập cắt lên nữa. Chàng bên can luôn. Mì còm thì lầm được còn mão. Chui luôn nha. Chui luôn. Ơi khó quá. Toàn là coi không. Khó quá mọi người.
đi chui vào luôn đấy. Cá nha mọi người. Đây. Cá trắng nha mọi người, cá trắng lắm. Này chui trong bụi cây luôn nha mọi người. Do nó khó đi quá. Đây này. Đây, mọi người có thấy nhện nhóc không? Đây, nhện nhóc đấy. Chắc cá ở đây cũng có. Do nó khó đi quá. Y hê đang dị cá này. Ây, ơi, ơi, cá này. Cá. Chắc rô phi đấy. Nó chùi trong bụi cây nên không thấy, không bắt được mọi người. Khó lắm. Đây. 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 Lú nữa. Lú đấy. Đây. Bắt ạ. Bắt ạc vậy ạ. Bắt ạ. Tội hả? Tội. Ờ. Bà điện tư bà lấy nhau nè. Ừ. Đây. Đấy. Cá. Cá trắng. Cá trê, cá trắng. Đây. Lún lắm. Này, chắc đi ban đêm này nhiều cá. Đi ban ngày do trời nắng quá nên là cá nó chui vào hết bụi cây rồi. Ừ. Mày mót đem cái rượu tắt đi hết. Làm đường. Đi bắt cá. Đây. Bọc đây. Bọc có. Đi luôn. Đây. Khó đi quá, đường khó đi quá. Toàn là bụi cây không à. Cười lắm mọi người nhá. Đây, để hai người đây. Đây mọi người, để thấy không? Đấy, thấy. Sơ thôi nhá. Đây. Bình lên đây. Cá to lắm mọi người. Đây bắt rồi. Để trong thùng rồi. Đấy. Đây nhiều cá. Nhiều cá mà mang về thì không có cá. Ít thôi. Đây. Con gì bắt hết. Ui, người. Hồi nay nó cá nó chạy. Chạy rồi. Chắc nó chuồn rồi. Ui. Cánh đây chắc nhiều cá nhỉ. Mà dị không thấy cá mọi người. Cá nó đi chuồn hết rồi. Ui. Này toàn là gai khung này. Đấy gai khung. Đấy cá đấy. Đấy. Con riêng à? Con riêng. Đấy là máy liên hoan đấy. Lún cũng được đi hết. Đấy. Đấy máy liên hoan. Đấy. Máy này cái gì nó chui hết nhá. Đây và mọi người nhớ xem và ủng hộ kênh của mình nhá. Đây. Do khó khăn á, nó đi như vậy. Ừ, do là khó khăn đi cá. Đây. Đây mọi người. Mang cả rượu luôn nhá. Cặp cây tắt cây luôn, cặp gì tắt luôn nhá mọi người. Hết luôn. Tôm tép cái gì bật hết luôn nhá. Đây. Cây chè.
cái tre đẹp lắm mọi người. Đây. Thiếu măng thôi, chắc măng bên trong có. Đây mọi người, giờ đang xuống nữa này. Thằng là bồ vậy. Bự lự. Nó còn lại. Cổ. Đây mọi người. Đập. Mỏ kết u. Mỏ kết u vậy. Không có gì nha mọi người. Này cá nó chắc nó đi đâu hết rồi. Đây. Bốn anh em đi mà nói là máy không được, vô máy cá nó đây, máy nó không dị được, không bắt được cá mọi người, buồn quá. Máy này là 40 c rồi, 50 so rồi mà cá không thấy. Ơi buồn quá. Y này, y ngăn này. Cá bị điên chứ. Bị điên rồi. Ông là nói là vô máy này mọi người nhá. Đây. Đồ đồ. Mình là đau chân mọi người, không xuống được. Đấy anh em nói là do mình không xuống nha mọi người, nếu xuống là có cá. Rồi mình đâu có cái gì đâu. Mình đi mang túi thôi. Này ông nói này. Ôi. Nếu có ôi lừa vậy, khơi. Thì khơi. Cá một kiệt là đã. Ôi, mình ố dụ tao luôn. Ở đây không có cái gì nha mọi người. Đi đâu cũng lúa hết. Không thấy nối rừng. Bên nào cũng lúa, bên nào cũng lúa. Chị ơi. Đây. Chắc nước đây ít cá quá mọi người, không có cá. Giờ nước nó nhỏ, nó cá nó xuống hết rồi. Đấy, cá nhỏ cho ông. Cá nhỏ thôi. Đây. Cá đấy, bên trong đấy mọi người. Ui. Làm nhớ. Cô ấy đẹp này. Có u luôn. Đây, cho cây nó nhiều quá mọi người. Lút hả? Lút u bãi thôi. Ủa vẽ về lút vậy. Anh này cũng sợ lún nhá mọi người. Lún bao nhiêu là nó đi luôn á. Bụi cây có bao nhiêu nó đi luôn á. Anh này là ok luôn. Máy 32 so nhá mọi người mà không có cá. Sao nhỉ? Mình không biết. Nước này nhìn giống nhiều cá quá mọi người mà không thấy cá nhỉ. Ít cá quá. Đi ban đêm mới được.
cá ban ngày nó đi làm hết rồi mà không thấy cá nữa. Ôi gì bụi, ôi lung tung luôn, đi khó. Mời người xem và ủng hộ kênh của mình nhá, cảm ơn tất cả anh em nhá. Lapia lập mời này, khó đi con, cây cũng đẹp này. Cảnh luôn này. Cảnh luôn, cười thì có cảnh luôn, đẹp lắm. Đây mọi người. Cười, đẹp lắm. Cá nó đi đâu nhỉ? Đất nó nhiều bùn lắm. Đi, khó đi. Đi lắm. Cá đấy mọi người. Nó đi chuồn rồi, nó vào trong bụi. Kìa cá, cá to kìa, cá lóc. Cá lóc mọi người. Cá lóc rồi. Cá lóc nhá. Cá lóc nhá mọi người. Đấy. Để trong thùng rồi. Chắc về đủ ăn là được rồi mọi người. Cá nha mọi người, trong cái bụi cây le đấy, cá to lắm, rock luôn á. Tì gì đây này, tròa nền đốm biết là dưới hay dậy chết rồi. Cá đúng là cá chết rồi mọi người. Đấy nuôi hạt chiêu dài ớ, giờ mình tọp của mày. Đây mọi người, đây ơi, cá lóc đây. Đấy cá lóc mọi người, cá lóc nhá. Ok, tốt lắm mọi người ạ. Cá dài nó tốt chứ. Dài á. To mà 2 mái nha mọi người. 2 mái. Chết rồi, chắc chết rồi. To lắm mọi người. Cá to lắm. Mà farm này là Rupi green là. Ô kia nó. Mà niêm mà cháu rất hay tất nhiệm. Đây nha mọi người. Mấy hả? Mấy này dơ rập này. Đây mọi người, ôi cá to đây mọi người. Xin chúc mừng được giải đặc biệt. Wow. Tìm mái. Hôm nay thấy cá to. Cá lóc to nha mọi người, hai con nha. Chỗ đây nha. Cần nhờ thăm ăn hiện đoạn ta cần mà. Cá lóc to nha mọi người. Cá lóc to lắm. Sụp đây là hí. Mà sụp lại mân. Chỗ đây nha. Được hai cá lóc to nha mọi người. Chỗ đây là được, may mắn rồi. Ô,
một cái. Nó to nha. To lắm mọi người. Chắc cá lóc ơi. Cá lóc mọi người. Ơi, ô cá lóc lẹ. Cá lóc to lắm mọi người. Cá này được lắm mọi người. Chỗ đây là anh em là vui rồi. Không chỗ kia là không vui. Lên tới đây là được cá rồi. Cũng đỡ đỡ rồi mọi người. Trúng mánh rồi anh em. Đây, cười tre đây. Mọi người xem và ủng hộ kênh của mình nha. Chào tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Đây. Đây, cá mọi người. Do nó bụi cây nó nhiều quá mọi người. Nếu là cũng ít là không có cá. Cá nó chui vào bụi cây đó mọi người. Chắc nó chui vào đó nó mát đó mọi người. Đây. Quay chỗ đây nha mọi người. Đây. Cảnh cây cũng đẹp nha mọi người. Đây. Đây, cảnh cây đẹp lắm mọi người. Đây, anh em đang bắt này, bắt cá này. Đây. Này cũng cần 4 giờ rồi mọi người. Đợi đó nha mọi người. Đình đi về này. Đó đang tới đâu mọi người. Tới nha. Ngày thu hoạch của ngày hôm nay. Đây mọi người. Cành chua nhá.